Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ chơi con tướng Triệu Vân. Thì đây là một con tướng mà mình chơi rất là nhiều. Nhưng mà đấy là thời điểm mùa 2, mùa 3 thôi. Khi mà mình mới bắt đầu chơi Triệu Vân. Thời điểm đó thì khi mà chơi Triệu Vân ấy, ta thường hay lên full tanh. Vì Triệu Vân có cái nội tại là khi mà hạ gục hoặc là tiêu diệt tướng địch ý, thì sẽ được cộng 1 điểm. Và mỗi 1 điểm đấy tương ứng với 12 công vật lý. Vị chi là nếu mà nó được cộng dồn tối đa 20 lần. Nếu mà full được 20 lần ấy, thì sẽ là 240 công vật lý. Rất là trâu. Tự nhiên lại có thêm 240 công vật lý. Mà không cần phải lên thêm món đồ nào hết. Trận này thì hơi khoai. Khi mà bên mình top pick cái Elsu, một pha quay xe rất là thốn. Khi mà đến những giây cuối cùng thì ông tướng quay ra pick Elsu. Nhưng mà không sao. Trận này nếu mà xanh thì 2 AD bắn thì nát nhà địch luôn. Thật vời. Khi mà đầu game ăn được 2 cái mạng hạ gục, trong đấy ông Elsu làm việc cũng tương đối tốt đấy. Hạ được Eron. Nhưng mà không biết là khi mà Eron có chiêu cuối rồi thì ăn được không. Hiện giờ thì chơi Triệu Vân nó đã thay đổi rất là nhiều. Vì nhà phát hành đã thay đổi các chiêu thức của Triệu Vân. Khi mà nhà phát hành thay đổi chiêu thức đấy, thì cách lên đồ và cách chơi của Triệu Vân. Đây ạ, ngon quá. Ăn được cái AD thì nốt. Chạy đâu em ơi. Trừng. Mình pha đấy mình không định dùng cái trừng trị đâu. Nhưng mà bây giờ Rách đã bỏ đi xa khỏi tầm với của mình rồi, mình đành phải vùng cái trừng trị ra. Đấy, rừng thì đang ở phía top kia nên là ăn con rồng rất là nhanh, không bị chọc phá gì hết. Và đấy mà rừng lên đây dễ mất rồng vì là mình mất trừng trị rồi. Trận này mid bên bạn là Kai cũng rất khó khi mà Triệu Vân mà bấu vào tung cái chiều cuối ra. Đây, bắt tô. À, đây rồi. Này, chạy đi. Cười quá. đây nữa. Đuổi. À, tốc biến này. Một pha lên ganh được hai cái mạng nữa. Triệu Vân mà xanh thời điểm ngay từ đầu này thì rất là nguy hiểm. Nhờ cái nội tại của Triệu Vân. Đấy, vừa rồi mình đã nói dở là cơ chế chơi Triệu Vân nó đã khác đi rồi. Sau khi nó được thay đổi chiêu thức thì cách chơi nó cũng khác đi. Bây giờ thì lên tanh ấy rất là khó chơi, đặc biệt là Triệu Vân là một chất tướng late game ấy, nên là cần phải có đồ mà không có sát thương gây ra thì đi farm và rất dễ bị team địch bắt vàng. Bởi vì đánh mà không có đam thì làm sao mà hạ gục được tướng địch. Mình đã thử rất nhiều trận với lối lên đồ cũ nhưng mà rất là khó chơi. Trừ khi team thật là ngon cơ. Chứ nếu mà bị ép thì phế lắm. À đây. Team mình 4 người đây, ra ép được. Nào. À, cũng chạy đều, có đánh hổ báo quá. Này thì hút này. Rồi, té thôi. Vừa ăn được cái bùa đỏ, vừa ăn được mạng Grack thì mình chuồn đẹp. Rất là ngon, ông Elsu, ông ấy quay xe quả cũng đến hiện tại mình đánh ra rất là chất lượng ấy. Ăn được Eron 2 mạng ấy. Ui dồi ôi, chưa có chiêu cuối. Đây, chiêu cuối hồi rồi. Ui dồi ôi. Tí hẹo pha đấy ạ. May mà té kịp. Hồi ulti mình đang định bổ thì dừng bên bạn đã hẹo mất rồi. Nhưng không sao. Quan trọng là mình có thêm được cái điểm nội tại. Và nội tại của Triệu Vân ấy, thì cứ mỗi khi mà hạ gục hoặc là tiêu diệt tướng địch ấy, thì cũng sẽ được hồi 5% máu tối đa. Nhưng mà vì mình trận này ấy, mình chơi theo kiểu full công luôn nên là hồi cũng không được nhiều đâu. Trông chờ vào chiêu 2 của Triệu Vân thôi. Khi mà sử dụng chiêu 2 ấy, thì nó sẽ được hồi máu và tăng 200% tốc đánh. Khả năng hồi máu rất là bá đạo. Khi mà ở level 6 của chiêu thức ấy, thì nó được hồi tận 20% máu cơ. À mình quên hồi. Sẽ được buff khả năng hút ra 20% máu.
này à? Đây, 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 mình sẽ dình đây à, bắt dừng. Rồi, cả mít cũng đây à. Cứ đứng đây dình ra xem à. Chắc là đang quay quay AD mình à. Rồi, mít bên mình rất là xanh. Đuổi vào tận rừng bên mắt. Đào đào đào. Đào đào. Rồi. FP rất hổ báo. Nhưng mà pha đấy thì mình tầm bổ vào chiêu cuối. Nó chưa vào được John. Vào được mỗi Greg thôi. Trận này bên bạn rất là thọt rồi. Đường trên kia thì Elsu làm việc cũng rất là tốt. Và quay xe chất lượng. Ở cái chiều cuối của chỗ Vân ấy thì nó sẽ hất tung tướng địch một chút thôi. Cái chất lượng của chiều cuối đó là gây sát thương chuẩn. Khi mà tung chiêu trúng tướng địch ấy, thì sẽ gây 275 cộng với 120% công vật lý thành sát thương chuẩn rất là lớn. Khi mà lên full công ấy, bổ phát nào thì biết phát đấy luôn. Một bổ là AD với bạn đã ngắt ngoại rồi. À, đây, đây, đây. Tranh thủ AD đều rồi. Chạy đâu thôi. Hero này có cái ulti ạ. Tầm 1 triệu vân mà xanh thì bổ tanh hay là bổ đấu sĩ ấy. Rất lực luôn. Vì nhờ cái sát thương chuẩn này. Khi mà bổ trúng tướng địch xong ấy, thì trong vòng 5 giây tiếp theo mỗi đòn ảnh hưởng của Triệu Vân cũng sẽ gây lên sát thương chuẩn đó. Trận này bên mình ép rất là tốt. Thời điểm đầu game ấy, thì mình ganh cho team xanh lên rất là nhiều. Nên là mình tập trung đi farm nhiều hơn. Đã ít đi ganh hơn rồi. Ai tốc biến này thì hút này. Rồi. Thế thôi. Vào có cửa lấy mạng đôi mạng chuồn ra thôi. Vì Triệu Vân ấy nó không có tính cơ động đâu. Ngoài treo Cố thôi. À đấy mình phải quay đầu bỏ chạy. Định cố ăn cái mạng của rừng với bạn ấy. Nhưng mà xét thấy là quá yếu. Chuồn ngay. Mình mà đứng ở trong đấy một phát đã được là trụ nó bắn cho hẹo đấy. Thì cái nội tại ở chỗ Vân ấy cứ không nhất thiết là phải hạ gục tướng địch thì mới được tích mà gần hỗ trợ thôi. Nên là mình cứ hỗ trợ cũng được. Cũng được tăng công vật lý. Kèm với đó là mình sẽ lên theo lối full công. Thì sát thương gây ra là rất lớn. Ở cái chiêu 1 của Triệu Vân ấy, ngoài việc tăng 50% tốc chạy trong 3 giây thì nó sẽ giúp cường hóa đòn đánh thường tiếp theo. Và đặc biệt khi mà Triệu Vân đang trong trạng thái bất lợi như là bị làm chậm hoặc là làm choáng gì đó thì mình có chiêu 1 mình bấm lên thì sẽ coi như là được giải luôn. Đó là khi mà đang chịu thôi nhá. Nếu có trường hợp mà chưa bị mà bật chiêu 1, bật xong mấy bị thì không có tác dụng đâu. Rất tốt, hai AD đi cùng nhau thì rừng bên bạn cũng khó có cửa. Vì rừng bên bạn trận này cũng bị thọt rất nhiều. Chứ nếu mà để xanh thì thôi rồi luôn. Cả hai team đều có rừng theo kiểu như là xanh sao ấy. Đều không được cơ động. Nhưng mà nếu mà đã xanh rồi thì đừng hỏi luôn. Greg định kéo con bùa đỏ nhưng mà không ăn thua. Một quẹt chiêu 2 lên sát thương chí mạng rất là khiếp luôn. Tranh thủ team đang dồn ở kia thì mình sẽ ra đây ăn cái trụ bên này. Aeron không dám ra luôn. Mình nhìn thấy ông Aeron yếu máu rồi. Ông ấy vòng ra ông chạy về đâu. Không dám ra đây thủ trụ. Team bạn bây giờ chỉ loay hoay rồi. Rất khó để chống với cái lực như này. 2 AD bắn thì lực kéo được cái FP mình ạ. Để nãy à, dừng lại nhảy vào mình à. Sai lầm rồi bạn ơi. Một pha nhảy vào chỗ chết. Tầm này mình rất là xanh rồi. Với chiêu 2 có khả năng hồi đến hút máu đến 20% cơ. Thì mình mà yếu máu mình ra pham pham cái lại đầy ngay.
Đây. Này thì bắn đấy. Rồi, lại ăn được cái mạng đấy. Thôi thôi, chuồn. Ba đường siêu cấp rồi. Trận đấu mình có thể kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.